Đây là người phụ nữ giỏi đong đưa nhất từ trước tới nay, nhìn thấy người đàn ông hàng xóm nhìn lén, cố ý cởi đồ để trêu đùa anh ta, người đàn ông nhìn mà thất thần, đúng vào lúc này, vợ của anh ta đi vào, anh ta vội vàng kéo rèm lại, Aui rất tò mò, không biết anh đang làm gì, anh ta vội lấy lý do đi tắm, Aui thấy vậy nói muốn tắm cùng, nhưng anh ta lúc này vẫn còn chút chột dạ, không đáp lời vợ, Aui liền kéo anh ta vào trong nhà tắm, ngày hôm sau, Jack và Aui đang dọn dẹp lại vườn hoa, thời tiết có chút nóng, rách đã cởi áo trên da, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, có là mùi vị của những múi bụng mơ lầm đó quá thơm nên đã thu hút cả hàng xóm bên cạnh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là cô gái hôm qua rách có chút chột dạ không dám nhìn thẳng đúng lúc này a đã đi tới cô ta vội vàng tìm cách tiếp cận giả vờ là mình rất thích vườn hoa nhà họ nên muốn để tìm hiểu một chút hơn nữa bản thân cô ta cũng là hàng xóm của họ hy vọng có thể thường xuyên qua lại aui bèn nói đây là do cô tự mình mua người phụ nữ lại bắt đầu dở trò khôn vặt nói bọn họ lần sau có thể dẫn mình theo không thấy vậy aui cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể đồng ý mà thôi cô ta lại bắt đầu kể về cuộc sống của mình nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người rách còn cố tình hỏi họ đã có con hay chưa nghe được câu trả lời phủ định cô ta vô cùng vui mừng mà rời đi lúc quay người đi còn không quên phóng điện điều này rách đã nhìn thấy hết dõi mắt theo đến tận lúc cô ta đi khuất aui không thể chịu nổi nữa cho anh một đánh sau khi về nhà mình tai vẫn còn chưa dừng lại lại đổi một nơi khác thưởng thức muối bụng thơm ngon của rách còn có cả đám lông nách gợi cảm nữa đây đúng là phúc lợi cho các chị em hai người sau khi liếc mắt đưa tình cô ta đã dùng một nụ cười dịu dàng để đáp lại đột nhiên lúc này a uy bước ra bảo rách đi đổ rác giúp mình điều này làm tai mất hứng còn lúc này chồng của tai cũng đã đón con về cô ta lại tìm cơ hội tiếp cận gọi rách và a uy lại và giới thiệu con mình cho họ sau đó chồng của tai là pam cũng đi đến nhà của họ sau đó khen khu vườn đó một lượt sau khi hàn huyên mấy câu cứ như vậy hai nhà coi như là đã quen biết sau đó hai hai vợ chồng rách muốn đi tập gym tai nhìn thấy thì để lộ ra một nụ cười nhìn thấy ghét ở trong phòng tập aui vẫn luôn gọi điện thoại rách có chút ghen tị thấy cô vẫn không chịu để ý mình thì cướp lại điện thoại của cô Aui hết cách chỉ còn có thể bắt đầu chạy bộ. Jack bắt đầu kiểm tra di động, đúng vào lúc này Aui đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vừa gợi cảm vừa thân thuộc đi từ phía hồ bơi đối diện tới. Một người phụ nữ biết tán tỉnh thế này, bạn đã thấy bao giờ chưa? Vì để có được chồng nhà hàng xóm, cô đã cố ý mặc đồ bơi, giả vờ vô tình gặp với Jack. Aui nói rằng thân hình này làm cô cũng phải khoái khoái chảy nước miếng. Tai có chút đắc ý, Aui lại nói đến chuyện của Jack. Điều này khiến anh có chút ngại ngùng, vội vàng đổi chủ đề. Lúc này tai đã nhắc đến khu vườn nhỏ kia, hy vọng Rách có thể giúp mình cải tạo một chút bản thân mình lúc nào cũng có thời gian theo tôi đánh giá thì là do cô thèm muối của người ta thôi đúng không? Rách bèn đáp rằng hiện tại có thể đi được. Tay vô cùng vui vẻ đồng ý. Sau đó bèn xoay người bỏ đi. Rách nhìn theo cô ta rời đi, điều này làm cho Aui ghen tức rồi. Rách có chút không dám nhìn vào mắt cô. Đến ngày hôm sau, Rách đến nhà của Tay nhưng anh chồng Pam không có nhà, điều này làm cho Rách có chút do so dự nhưng anh vẫn cứ vào nhà. Rách hỏi cô muốn sửa đổi thế nào, cô ta nói tùy ý thôi, dựa theo cách làm của anh là được. Cô ta vốn dĩ không phải muốn cải tạo lại khu vườn này mà chủ yếu là muốn tiếp cận anh thôi, còn chưa kịp bắt đầu làm việc đã phát hiện ra một con chuột chết, Rách muốn về nhà lấy dụng cụ, đợi đến khi anh ta quay lại, Tai đã xử lý xong hết rồi, điều này khiến trong lòng anh có một suy nghĩ khác, cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt, Tai lại hỏi công việc của anh, Rách lại đáp rằng đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần mua đồ sắp xếp vào là được, Tai biết cơ hội đến rồi, nên muốn mời anh ta cùng mình đi mua, hai người đã hẹn trước thời gian, Rách cũng vui vẻ đồng ý, nhìn thấy Rách đang làm việc, Tai lại bắt đầu giở trò, nói rằng hôm nay thời tiết thật nóng cần phải tắm nước lạnh, sau đó đi về phía vòi nước ở ngay trước mặt rách và bắt đầu ướn ẹo vốn dĩ thời tiết không nóng điều này khiến cho cổ họng rách khô nóng vô cùng dạo rực tai sau khi gội xong đầu lại hỏi thêm một lượt rách vội vàng từ chối nhìn thấy anh thật thà ngoan ngoãn tai cũng không kiên nhẫn chỉ có thể nói anh đừng có quá để tâm cứ coi cô như một người bạn vậy bản thân cô bình thường quá là cô đơn cũng muốn tìm người nói chuyện thuận thế nhắc đến con cái rách cũng muốn có một đứa con chỉ là không có cơ hội tai đắc ý cười thầm đó là do anh chọn thời điểm chưa chuẩn điều này làm cho rách ngượng ngùng rồi ý tứ trong câu này quá rõ ràng rồi thấy rách có chút ngượng ngùng tai thấy anh không chịu thì cũng không ép bảo anh ta chăm chỉ làm việc đi sau đó quay người về phòng một lát sau đó cô ta thay một bộ quần áo khác đi ra còn mang theo chút điểm tâm nhưng không có dụng cụ ăn cô ta bèn dùng tay đúng cho anh ăn rách khen tay nghề của cô ta tốt ăn từng miếng thật lớn tai vui vẻ vô cùng mà bật cười đúng vào lúc này con trai và chồng cô ta đã quay về tai là người phụ nữ tâm cơ nhất mà tôi từng biết trêu chọc hàng xóm cố ý dùng tay đút cho anh ta ăn điểm tâm vừa vừa hay cảnh tượng này bị chồng vừa đón con về nhìn thấy tai vội vàng tách ra, mà bước lên hỏi thăm chồng và con, anh ta liền đi thẳng vào vấn đề, cha hỏi rách vì sao lại ở đây, rách bèn giải thích nói, anh ta đến đây để làm việc, nhưng ông chồng không hề tin, tai ngượng ngùng nhìn rách, phát hiện ra đúng là như vậy, Pam cười đầy khinh bỉ, tai vội vàng trách mắng chồng mình, Pam mới nói rằng là tôi đang đùa đó, nhưng tai vẫn không chịu tha, xem ra quan hệ trong nhà này không hề đơn giản, tai đã như vậy rồi, Pam cũng không dám nói gì, chỉ nói một câu xin lỗi, điều này làm cho rách cảm thấy mơ hồ, sau đó anh đã tạm biệt mọi người, về đến nhà mình, Uy đã giúp anh giặt quần áo, đúng lúc Pam cũng đi tới. Jack cảm thấy có chút hoang mang, cho rằng anh ta đến đây gây chuyện nhưng Pam đến để tặng đồ cho họ, khi đưa đồ cho anh còn cố ý làm bị thương tay Jack vậy mà còn giả chân mà hỏi han, nhìn thấy sắc mặt Jack khó coi, anh ta mới vừa ý mà rời đi, Uy vội vàng kiểm tra vết thương của anh, Jack cũng có chút không yên tâm, ngày hôm sau, Jack nhìn vào bức tượng điêu khắc ở trong vườn, Pam lại đến tìm anh, gọi anh ta cùng đi mua đồ trang sức trong vườn, điều này khiến Jack ngẩn người hai người chuẩn bị đi thì rách mới nhớ ra tai tuần trước đã hẹn anh hôm nay đi mua cây xanh pam nói mình đã nhắn với cô rồi thấy vậy rách cũng không hỏi thêm nữa mà leo lên xe rời đi đi đến cửa hàng cây rách đi ở phía trước pam vẫn cứ âm thầm đi sau nhìn chằm chằm vào anh aui cũng thấy lo lắng cho rách không ngừng gửi tin nhắn cho anh pam nhờ rách giúp mình chọn một cái khi hai người đang định đi tới cầm nó lên thì một cảnh tượng gượng gạo xảy ra những hành động này khiến cho tôi ngây người đúng vào lúc này rách nhận được điện thoại của tai tai nói lát nữa khi đón con xong cô ta sẽ đi mua cây với anh rách lại nói rằng bản thân mình và pam đã đi rồi tai đột nhiên lo lắng họ rõ ràng đã hẹn rõ ràng rồi rách lại rất vô tội đáp đó là do pam đã nói anh ta đã bàn bạc với cô xong rồi tai phẫn nộ tắt điện thoại đi rách cũng không ngốc lập tức hiểu ra pam đang định lừa mình sau khi quay về tai và pam đã cãi nhau to câu nói này của cô ta khiến tôi kinh ngạc đừng có tự mình đa tình nữa anh ấy không thích đàn ông